Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta đi tiếp cái phần bài học của chúng ta. Tuần vừa rồi có ngày lễ, thành ra chúng ta ngưng một tuần, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Thì thưa quý vị, tôi chỉ lướt qua, chúng ta đi sâu vào phần diện trong. Mà lục khí của chúng ta thì lấy thể trong làm chính, rồi từ đó chúng ta suy diễn ra trong cái phần diện trong. Thì chúng ta đã đi xong hết tất cả một bộ, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hai bộ. Mà hai bộ kỳ này thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị hai bộ kim mộc. Kỳ vừa rồi thì lướt qua hai bộ thổ tử nha, rồi bây giờ chúng ta đi vào phần hai bộ của kim mộc. Hôm nay thưa quý vị là ngày 20 tháng 6, thì bây giờ chúng ta trong cái phần mà hai bộ thì kim mộc thì nó có những cái đặc điểm như thế nào để chúng ta quyết định sử dụng hai bộ kim mộc ra làm sao? Bây giờ tôi sẽ vẽ cái bộ mặt và lục khí ra đây. Chúng ta có những cái nét đặc biệt về vấn đề hai bộ kim mộc. Thì khi quý vị nghe mặt thì quý vị sẽ nhận thấy nó có những cái điểm đặc điểm sau, rồi chúng ta áp dụng trong vấn đề điều trị hai bộ kim mộc. Trong hai bộ kim mộc này thì cái mặt lý biểu hiện thứ nhất là hai bộ cùng mạnh, thứ hai là hai bộ cùng yếu, thứ ba là một bộ mạnh một bộ yếu. Cái đó là ba điểm căn bản. Thế thì mặt đi như thế nào để biểu thị hai bộ cùng mạnh? Thì chúng ta đã biết là cái bình mặt của lục khí, bình mặt tức là mặt không bệnh, thì nó sẽ biểu hiện hai loại. Loại thứ nhất là hai bộ quan đi càn, trong khi đó các bộ khác đều đi càn. Đây là cái thể bình mặt thứ nhất nha. Cái điểm đặc biệt ở trong cái bộ này là chúng ta thấy là mặt đi hữu lực và mặt đi mềm. Cái điểm chính là mặt đi mềm, mềm của 6 bộ, tức là chúng ta nhấn từ sơ án đến trung án và đến trọng án, mặt đi mềm lắm. Và ở sơ án của hai bộ thốn và hai bộ xích lực bằng nhau, lực trung án của 6 bộ bằng nhau, và cái độ trầm của hai bộ thốn và hai bộ xích không còn nữa nha. Thì đây là cái quẻ biểu thị cho bình mặt. Một cái biểu thị cho bình mặt thứ hai, trước hết á, là chúng ta thấy thì là hai bộ kim mộc bằng nhau, hai bộ thủy hỏa bằng nhau và hai bộ thổ tử bằng nhau, thì đây là bình mặt. Rồi bây giờ cái loại bình mặt thứ hai mà tôi muốn giới thiệu, tức là chúng ta chỉ ôn lại bài thôi nha quý vị, thì cái loại bình mặt thứ hai tức là gì? Tức là ở hai bộ trung án đi khảm, đúng không? Yeah. Hai bộ thủy hỏa đi khôn. Yeah. Và hai bộ thổ tử đi khôn. Wow. Thông thường thì chúng ta đã biết rằng là nếu như quẻ khôn, nếu như mặt đi quẻ khôn, tức là loại mặt vô lực mà nó bệnh, đương nhiên là chúng ta nghĩ thì là mặt đi theo cái quẻ khôn, tức là mặt đi vô lực, tức là mặt bệnh, khí và huyết không tới. Nhưng mà chúng ta phải xét ở cái chỗ là thủy hỏa nó như thế nào, thổ thử nó ra làm sao. Mà nếu thủy hỏa bằng nhau tức là cùng vô lực đó, rồi thổ thử cũng bằng nhau cũng vô lực, thì cái quẻ hiện hữu của chúng ta biết là hai bộ quan lực mặt bằng nhau có mặt, và hai bộ thủy hỏa bằng nhau vô lực, và hai bộ thổ tử bằng nhau vô lực. Đây là mặt bình mặt. Thì trên lâm sàng khi quý vị sử dụng huyệt, quý vị châm xong hoặc quý vị giãn lực xong, thì mặt nó sẽ chuyển ra cái dạng này, là quý vị biết chắc rằng nó đang chuyển biến tốt ở cơ thể bình mặt nha. Nào bây giờ tôi trở lại về vấn đề bình mặt và mặt bệnh. Bình mặt chúng ta đã nói rồi, bây giờ chúng ta nói đến mặt bệnh. Trước hết là
chúng ta tìm hiểu xem hai bộ quan hữu lực nhất trong tất cả các trong sáu bộ mặt. Bây giờ hữu lực nhất, ví dụ như đây nó đi càn, hai cái em này đi hữu lực. Khi quý vị thấy rằng nó đi hữu lực thì quý vị phải lưu ý mặt mềm hay là mặt cứng. Nếu mặt cứng, mặt cứng có nghĩa là gì? Nhấn xuống khó lắm nha, từ sơ án đến trung án và đến trọng án rất là cứng, thì chúng ta biết đây là cái thể bệnh hữu lực mà bệnh. Khi nhấc tay lên cũng vậy, khi nhấc tay lên thì chúng ta thấy mặt của nó đẩy mặt ngón tay của chúng ta lên, tức là mặt đi cứng, nhấn xuống và nâng lên rất là khó. Mà càng cứng chừng nào thì bệnh càng nhiều chừng đó, thưa quý vị. Rồi bây giờ bốn bộ còn lại thì mặt của nó ở cái dạng hữu lực nhưng không bằng, hoặc là vô lực. Tôi lấy thí dụ luôn. Hai bộ thốn lực bằng nhau mà nó đi tốn. Nhưng mà ở hai bộ sức nó đi chấn. Thì đây là cái thể bệnh của thủy hỏa và thổ thử. Hai bộ sức vô lực, hai bộ thốn hữu lực, nhưng so với hai bộ quan thì cái hữu lực này không bằng nha. Thì như vậy là chúng ta sử dụng hai bộ quan làm chủ kinh để điều chỉnh thốn và sức, thủy hỏa và thổ thử. Hoặc giả là nó cũng vô lực nhưng hai bộ sức nó lại đi trầm, cũng là vô lực đi khôn, nhưng mà hai bộ sức đi trầm. Đây là cái thể bệnh nha. Mà quý vị biết thì là ở dạng mà quả khôn nhưng nó cứng mặt, nó có ở cái thể khôn mềm mặt và cứng mặt đấy, nó vô lực, nó không có lực trên nhưng mà nhấn xuống khó lắm, thì chúng ta mới biết rằng khí và huyết nó ngưng tụ ở đó. Do đó cho nên chúng ta sử dụng kim mộc để điều chỉnh lại giữa thốn và sức, thủy và hỏa, thổ và thử. Thì qua cái thí dụ này thì chúng ta có thiên hình vạn trạng của các bộ mặt. Tôi lấy thí dụ ở đây, nó đi khảm, ở đây nó đi đoài, ở đây nó đi chấn, ở đây nó đi ly, thí dụ như vậy. Thì đây chỉ là một cái thí dụ, nó chứng tỏ rằng cái thủy hỏa không thông, cái thổ thử không thông, và cái kim mộc hữu lực nhất. Một cái thí dụ thứ hai là kim mộc vô lực nhất, tức là nó ở đây nó đi khôn, nó vô lực lắm, nó cứng mặt hay là mặt mềm nó cũng là vô lực. Thì chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là lấy hai bộ kim mộc làm chủ kinh để điều chỉnh các bộ khác, cho dấu rằng các bộ khác nó đi thể nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn áp dụng được như thường. Thì đến đây chúng ta có hai loại, đó là hai kim mộc hữu lực mạnh nhất, vô lực yếu nhất nhá. Rồi kế đến là hai cái thể của kim mộc, một cái hữu lực và một cái vô lực. Cái hữu lực này nó mạnh nhất so với các cái hữu lực kia, cái vô lực này yếu nhất so với các loại kia. Thì chúng ta vẫn sử dụng hai bộ kim mộc để quân bình. Khi quý vị nghe mặt thì quý vị hãy lưu ý cho chúng tôi biết là hai cái quẻ ở cái dạng khác nhau, kim khác với mộc, mộc khác với kim, thủy khác với hỏa, hỏa khác với thủy, thổ khác với thử, thử khác với thổ, xem nó quân bình hay chưa. Và chúng ta lưu ý rằng cái bộ nào mà nó hữu lực nhất và cái bộ nào nó vô lực nhất nằm ở cái dạng khác nhau, kim mộc, thủy hỏa hoặc thổ thử,
chúng ta lấy hai bộ đó để chúng ta điều chỉnh. Đồng ý không quý vị? Và chúng ta cũng phải lưu ý vào các vùng đau, tức là vùng A thì hiểu như là nhức đầu hoặc đau vai hoặc đau lưng hoặc đau bụng vân vân, chúng ta châm hoặc là dán thêm ở vùng đó để cho nó hỗ trợ, thì đó là chúng ta thành công bước đầu tiên. Nào bây giờ chúng ta tìm hiểu xem có bao nhiêu cách để sử dụng hai bộ kim mộc này nha. Bây giờ tôi nói hai bộ kim mộc áp dụng trong điều trị hai bộ kim mộc, mà lấy hai bộ kim mộc làm chủ kinh, và có bao nhiêu cách để biểu thị cái này nha. Nào bây giờ chúng ta xem, ở đây dương của nó là tâm tiêu, dương của bên này là bàng quang, âm của bên huyết bên mộc đó là can, âm của bên kim đó là phế. Rồi quý vị cho tôi biết, cách thứ nhất nếu chúng ta sử dụng dương châm, chúng ta có bốn cách căn bản: dương châm nhé, rồi âm châm, rồi thủ châm và túc châm. Đây là bốn cách căn bản chính để chúng ta áp dụng vào điều trị. Ở đây chúng ta đánh hai bộ. Nếu chúng ta đánh hai bộ dương châm thì chúng ta sử dụng tam tiêu và bằng quang. Chúng ta sử dụng dương châm đánh hai đường kinh tam tiêu và bằng quang làm chính, đi chọn kinh của kinh tam tiêu và kinh bằng quang. Sau đó các dương châm còn lại, các đường kinh dương châm sử dụng hai hành kim mộc, tức là ở đây chúng ta sử dụng kinh đại trường, ở đây chúng ta sử dụng kinh vị, ở đây chúng ta sử dụng kinh tiểu trường, và ở đây chúng ta sử dụng kinh động, và chúng ta đánh hai bộ kim mộc. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng âm châm, chúng ta sử dụng kinh can và kinh phế. Âm châm thì quý vị lưu ý là nó sẽ không có gì, thưa quý vị. Dương châm thì nó sẽ không có, dương châm nó sẽ không có huyệt hợp của kinh dương, đúng không ạ? Nhưng mà âm châm thì nó phải có, đúng không? Và nó sẽ có nhiều huyệt hơn nha. Rồi chúng ta có âm châm thì chúng ta lấy kinh can và kinh phế đi chọn kinh. Ở trong kinh can và kinh phế này thì khi chúng ta sử dụng đi chọn kinh thì bốn hành còn lại, tức là thủy hỏa và thổ tử, sẽ có hai hành kim mộc. Rồi nếu chúng ta lấy thủ châm thì chúng ta sẽ chọn tam tiêu và phế. Ở kinh tam tiêu đi chọn kinh, ở kinh phế đi chọn kinh, đúng không ạ? Rồi nếu chúng ta chọn túc châm thì chúng ta sẽ lấy bàng quang và can đi chọn kinh. Rồi bây giờ chúng ta nói cái biến của nó nha, cái biến của lục khí này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thủ châm, chúng ta chọn tam tiêu và chọn phế. Bây giờ cái biến của lục khí nó như thế nào, thưa quý vị? Ở trong thủ châm chúng ta có quyền chọn một bên để châm. Chúng ta biến, tức là chúng ta sử dụng hai bên để châm. Ví dụ bên phải chúng ta sử dụng kinh tam tiêu, bên trái chúng ta sử dụng kinh phế. Cái biến nữa là chúng ta sử dụng cả hai bên, vừa phế vừa tam tiêu, tức là châm hai bên giống nhau, đúng không? Đây thì có ai thắc mắc gì không?
Bây giờ chúng ta nói đến túc trần, chúng ta sử dụng bàng quang và kinh can. Chúng ta sẽ có biến của nó. Ở chân bên phải chúng ta sẽ chọn dương, tức là kinh bàng quang làm chính. Ở bên chân trái chúng ta chọn kinh can làm chính, tức là túc trần. Hoặc là chúng ta dồn huyệt vô một chân, cả kinh can và kinh phế vô chân bên phải. Hoặc là chúng ta dồn huyệt cả kinh can và kinh phế chân bên trái, tùy theo bệnh. Nếu bệnh thuộc chân bên phải, chúng ta dùng huyệt ở chân bên phải chúng ta áp dụng. Nắm chưa? Rồi bây giờ cái biến nữa chúng ta xem. Nếu chúng ta sử dụng kinh phế ở bên tay bên này, thì chúng ta có quyền sử dụng nửa bên, tức là vừa phế vừa bàng quang. Tức là chúng ta chọn nguyên cái hàn kim mà nửa bên, vừa phế vừa bàng quang. Phần ở bên tay trái chúng ta sử dụng mộc, vừa tam tiêu vừa cam. Nửa bên phải chúng ta dùng kim, mà nửa bên phải trái chúng ta dùng mộc. Nó nhiều huyệt, nó nhiều huyệt. Nhưng mà quý vị nắm được cái thể châm thì quý vị yên tâm mà quý vị áp dụng. Quý vị nắm cái phần này chưa? Ở đây chúng ta chỉ nói đến cái dạng là hai bộ đi cùng, thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Sau đó rồi chúng ta biến ở cái thể là nửa bên này thuộc kim, nửa bên kia thuộc mộc, hoặc là nửa phần dưới thuộc kim. Ví dụ như bây giờ hạ chi, tức là túc châm, chúng ta dùng kim. Kim có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chọn kinh bằng quang nha. Và mộc túc châm, tức là bàng quang sẽ đi với cam, thuộc về hạ chi, tức là túc châm. Thêm vào đó phần thượng, tức là phần thủ, chúng ta sử dụng phế với tam tiêu, tức là kim, tức là kim và mộc thủ châm và thủ túc châm dùng bàng quang và cam. Do đó cho nên trong lục khí chúng ta biến được rất là nhiều, và quý vị nắm được cái nguyên tắc, cái quy tắc giữa các huyệt và các hành, thì quý vị sẽ thấy cái giá trị của nó được nâng cao nhiều lắm thưa quý vị. Sau đó rồi chúng ta áp dụng thêm, hoặc là nội kết, hoặc là ngoại kết, hoặc là huyệt lạc, hoặc là huyệt kích, hoặc là kỳ kinh. Quý vị nắm cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến một vấn đề quan trọng nữa nè. Khi quý vị sử dụng kim mộc làm chính, kim mộc làm chính, thì kim mộc nên có du hay là có du? Có cũng được, không cũng được. Thế thì bây giờ chúng ta thấy một điều này. Nếu chúng ta không, nguyên tắc của chúng ta là có bốn du, dạ, đúng không? Đúng rồi. Nếu chúng ta sử dụng hai cái anh kim mộc này có du nhé, thì chúng ta phải kiếm thêm hai du nữa. Kiếm thêm hai du nữa. Hai du nữa nó nằm ở đâu? Nằm ở thủy hỏa hoặc là thổ tử. Đó là cái nguyên tắc. Thế nhưng mà để cho đơn giản và để cho dễ dàng và chúng ta không nhầm lẫn, thì chúng ta nên chọn kim mộc không có du. Thì như vậy là chúng ta có thủy hỏa và thổ tử có du. Tôi nói lại cho này để cho giúp cho chúng ta đơn giản, dễ dàng và dễ sử dụng đó, thì chúng ta chọn hai cái bộ kim mộc làm chủ kinh không có du. Thì bốn cái kia có du. Thì ở đây chúng ta nói là kỳ kinh bát mạch nó sẽ nằm ở đâu? Chúng ta đã biết là du huyệt nó nằm đây, đúng không? Dạ. Chúng ta có bốn du thì kỳ kinh bát mạch nó phải hiện ở bốn cái này.
Nếu quý vị sử dụng thủ châm thì ở đây chúng ta có huyệt kỳ kinh là nội quan. Anh này thủ châm không có huyệt kỳ kinh, nhưng nó nằm ở túc châm, tức là chúng ta có quyền sử dụng huyệt công tôn. Nắm chưa? Ở phần bộ thử chúng ta có kinh đởm và kinh tâm. Kinh tâm không có huyệt kỳ kinh, nhưng mà kinh đởm có huyệt vô, thì nó đã có vô hiện hữu. Ở phần bộ thủy chúng ta có vô huyệt hậu khe, nhưng mà kinh thận thì không có huyệt kỳ kinh. Trong đó chúng ta có chiếu hải và thân mật là hai huyệt kỳ kinh, thì chúng ta đưa vào chúng ta điều trị luôn. Thì thưa quý vị, nếu quý vị áp dụng đúng điều này thì cái phần điều trị của chúng ta nó nhiều huyệt, nhưng cái điểm đặc biệt của lục khí là các huyệt nó giúp đỡ nhau và quân bình một cách rất là đẹp. Sau khi quý vị sử dụng xong, quý vị nghe lại bộ mặt thì quý vị sẽ có một nụ cười ngay, bởi vì chúng ta áp dụng đúng. Có nhiều người hỏi tôi là trong ngũ hành thì sao, thì tôi xin thưa với quý vị như thế này. Cái ngũ hành của người xưa để lại cho chúng ta, thứ nhất là ít huyệt, bởi vì không có nắm bắt được, người xưa không có nắm bắt được cái giá trị của quân bình các huyệt. Cho nên huyệt được sử dụng trong thể châm mà huyệt ngũ du, tức là tĩnh vinh du kinh hợp, tĩnh vinh du nguyên kinh hợp của kinh dương vân vân, thì các huyệt ngũ du rất là ít. Mà các huyệt ở trong cơ thể, tức là các mộ huyệt và các du huyệt sử dụng rất là nhiều để hỗ trợ, chính là đưa vào nội tạng để quân bình. Do đó cho nên khi chúng ta học lục khí thì chúng ta chủ yếu tập trung vào các ngũ du huyệt, thưa quý vị, và chúng ta quân bình nó liền và nó sẽ có giá trị ngay lập tức. Nào bây giờ chúng ta đi vào. Được chưa? Được chưa? Ổn đến đây được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi vào diện châm. Chúng ta sẽ sử dụng thủ châm, rồi túc châm, rồi âm châm và dương châm trong hai bộ kim mộc, trong diện châm lục khí. Đó, bây giờ quý vị nhìn lên bảng. Bây giờ tôi nói đến thủ châm trước. Trong cái thủ châm, phần diện châm thì chúng ta có cái đường của bộ thử, tức là số 6, tới mộc, tức là số 3, hỏa, tức là số 2, thổ, tức là số 5, kim, tuyến kim, tức là số 4, và tuyến thủy, tức là số 1. Nào, bây giờ chúng ta nói đến trong diện châm thì nửa bên này gồm có tĩnh vinh du nguyên kinh hợp, tức là kinh dương. Nửa bên kia chúng ta không có không có tuyến nguyên, phải ra nó thuộc về âm. Về thủ châm, chúng ta nói đến thủ châm của kim trước nha quý vị. Thủ châm của kim thì trước hết là kim mộc không có du, thì như vậy chúng ta đưa du huyệt vào nhé. Du huyệt của thủy hỏa và thổ thử, thử tức là tuyến trên cùng, tức là tuyến số 6, thì phải có du huyệt. Mà du huyệt của dương nhé, chúng ta sẽ có huyệt du. Thủ châm nha. Rồi kinh dương, thủ châm kinh dương, tức là kinh thủ châm của thử, thủ châm của thử, tức là kinh tâm nhá.
rồi chúng ta đưa đến thổ luôn, thổ của đại trường nhé. Thì như vậy là phần cái tuyến âm nhé, chúng ta sẽ có du rồi. Chúng ta có hai huyệt du của thổ thử, đúng không? Tuyến thổ thì thầy có du ở đại trường chứ. Thì du huyệt của dương và du huyệt của âm, thủ châm. Trước hết á, tôi nói lại chỗ này. Chúng ta lấy hai bộ kim mộc làm chủ kinh. Thì như vậy nó sẽ không có du. Thì chúng ta đưa du vào trước. Du nó sẽ xuất hiện ở tại thổ thử và thủy hỏa, đúng không? Thì ở tại tuyến thử, tuyến thử của âm nó là kinh tâm, tuyến thổ của dương nó là kinh đại trường. Như vậy nửa bên này thuộc về dương, thì bộ thổ nó sẽ là, nó sẽ là về tâm giác, dương huyệt của đại trường. Tâm giác là số 2, cái này thổ là số 2, nó số 5, thổ số 5. Yeah. Tuyến thử, ok. Tuyến thử nha, tuyến thử, thử mộc hỏa thổ, tức là tuyến số 5. Tuyến số 5 của đại trường. Cái âm đại trường. Tức là đại trường. Ok. Là huyệt du của dương đúng không? Rồi. Như vậy là tôi sẽ tạm thời tôi sẽ bôi đi. Cái du huyệt của cái âm. Ok. Bôi đi nha. Rồi. Chúng ta có du huyệt của âm là kinh tâm và du huyệt của kinh đại trường. Bây giờ chúng ta nói đến cái âm thổ. Ở đây là thổ thử rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào cái âm thủy hỏa. Thủy, du huyệt của thủy tức là kinh, du huyệt của thủy tức là số 1 á, tức là kinh tiểu trường. Đúng không? Thì thử mộc hỏa thổ kim thủy. Ok. Thì nó sẽ là thuộc dương. Như vậy du huyệt của nó sẽ nằm đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua đến hỏa nhé. Hỏa tức là âm tâm bào đúng không? Rồi, hỏa tâm bào. Âm tâm bào thì chúng ta sẽ có thử mộc hỏa, tức là âm tâm bào thuộc âm. Nó sẽ nằm đây. Hỏa là số 2. Chúng ta có bốn du huyệt là kim mộc và thủy hỏa. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái anh chủ kinh, tức là kim mộc thủ châm. Chúng ta có kinh phế và kinh tâm tiêu đúng không? Kinh phế và kinh tâm tiêu ở đây là thuộc dương, cho nên chúng ta sử dụng kinh tâm tiêu, tức là cái anh số 4, thử mộc hỏa thổ kim. Nha, đi chọn kinh phế tức là âm. Đúng không? Giờ kinh phế là âm thì ở phần nửa bên này là thuộc âm. Chúng ta sẽ có tỉnh. Tỉnh. Không có vô. Không có vô đúng không? Kinh. Và hợp. Chúng ta sẽ có bốn người tỉnh, vinh, kinh và hợp. Chúng ta tỉnh kinh âm thì nó sẽ đi vào hợp kinh dương của kinh tam tiêu. Kinh tam tiêu thuộc một thử mộc, như vậy là nó sẽ là về huyệt hợp số 3. Huyệt hợp của kinh tam tiêu, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến cái anh kinh tam tiêu, tức là đi chọn kinh tâm tiêu, tức là tuyến mộc. Thì chúng ta sẽ có thử mộc, tức là số 3. Thì gồm có tỉnh, không có du nha, tỉnh, vinh, nguyên và kinh. Đến đây, chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta đi tiếp ở cái dạng nào? Tức là chúng ta sẽ có thủy hỏa và thổ thử trong hai hành kim mộc. Đúng không? Chúng ta bắt đầu chúng ta tính thử. Thử. Thủ châm thì chúng ta sẽ có kinh tâm.
đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai hành kim mộc. Thì tĩnh của nó, trên tâm tức là nửa âm, thì chúng ta có tĩnh là huyệt mộc. Mộc, hỏa, thổ, kim. Thì chúng ta có tĩnh cái tâm, nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt khúc trì. Huyệt hợp của khúc trì, mà khúc trì thuộc thổ, thử, mộc, hỏa, thổ, như vậy nó sẽ đi với huyệt hợp của gan khúc trì, đúng không? Ở đây chúng ta mới nói đến thử, tức là chúng ta sử dụng hai huyệt kim mộc, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi đến cái anh vừa rồi là thử, chúng ta đi đến thổ, đúng không? Thử vừa rồi chúng ta đi rồi, đúng không? Chúng ta sẽ nói đến cái anh thổ, thử, mộc, hỏa, thổ, đúng chưa? Thì cái anh tại trường, đúng không, nó sẽ đi hai hành kim mộc, tức là tấn thuộc kim, kim thủy thử mộc, tức là huyệt nguyên. Ở đây là cái tuyến của đại trường. Thổ thử chúng ta giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta nói đến hai thủy hỏa. Thế thì thủ châm của hỏa trước, hỏa sẽ sử dụng hai hành kim mộc, đúng không? Rồi thử, mộc, hỏa, kinh âm là kinh tâm bào. Thì như vậy là kim, tức là huyệt vinh. Kim thủy thử mộc, như vậy là vinh và hợp, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp cái anh hỏa, thủy anh thủy đó, thủy tức là kinh tiểu trường. Tiểu trường thì chúng ta có thử, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, tức là cái tuyến của dương. Thì huyệt tĩnh của nó là huyệt thử, đúng không? Thử, mộc, hỏa, thổ, kim, đúng không? Như vậy là huyệt mộc, tức là huyệt vinh, là và tới huyệt nguyên, tức là thử, mộc, hỏa, thổ, kim tức là huyệt kinh, là huyệt kinh. Như vậy là toàn cảnh của diện châm ở đây chúng ta nói đến thủ châm kim mộc được hoàn chỉnh, đúng không? Xong rồi đó. Bây giờ chúng ta thêm huyệt này. Bây giờ thử thêm huyệt. Lấy kỳ kinh bát mạch nha. Chúng ta lấy kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch thì ở tại bốn tuyến du. Du nè. Bên này là chúng ta có hai cái du ở đây. Như vậy là chúng ta có tuyến thử. Thử thì có như là tức là huyệt của kinh túc lâm khắp, tức là du huyệt của kinh đẩm. Như vậy nó thuộc về dương, đúng không? Nó sẽ là du huyệt của túc lâm khắp, tương ứng, đúng chưa? Bây giờ đến anh thổ, anh thổ thì chúng ta có kinh tỳ, kinh đại trường không có, chúng ta sẽ có kinh tỳ, có du, tức là huyệt của kinh âm, tức là nó nằm ở cái tuyến của âm, thì nó sẽ là huyệt công tôn, đúng không? Thì chúng ta thấy là thử, mộc, hỏa, thổ, như vậy cái tuyến thổ của nó sẽ nằm ở huyệt lạc sau du và trước kinh, như vậy nó sẽ nằm giữa đây. Tiếp theo đó chúng ta lấy thủy hỏa, đúng không? Rồi. Thủy hỏa tức là chúng ta có huyệt ở trên đường kinh nội quan. Tâm bảo lạc nội quan. Thì thử, mộc, hỏa tức là tuyến của kinh âm. Thì chúng ta sẽ có huyệt sau du và trước kinh. Rồi. Nội quan đó. Đây là huyệt tương ứng với nội quan. Chúng ta đi tiếp thủy.
thì chúng ta có nghịch du của kinh tiểu trường rồi. Đúng không? Đại nguyện thọ, ok. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta thêm các nghịch của kỳ kinh bắt mạch xong rồi. Nha. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến nghịch. Khi sử dụng kỳ kinh bắt mạch thì nghịch lạc không có giá trị nữa. Nhớ nha, tôi lại chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì huyệt lạc khi sử dụng thì kỳ kinh bát mạch không có giá trị. Nhưng khi chúng ta sử dụng kỳ kinh bát mạch thì huyệt lạc không có giá trị. Nó chỉ còn huyệt khích mà thôi. Đồng ý chưa? Rồi, bây giờ khích huyệt thì chúng ta quân bình. Chúng ta sử dụng huyệt khích để quân bình. Tức là khích của thủy cân quân bình với khích của hỏa. Khích của thổ quân bình với khích của thử, khích của kim quân bình với khích của mộc. Nhớ nha, khi chúng ta thêm 6 huyệt khích thì coi như chúng ta đã quân bình rồi. Thì như vậy nếu chúng ta sử dụng khích huyệt của kim thì nên thêm huyệt khích của mộc. Nếu chúng ta sử dụng khích huyệt của hỏa, chúng ta thêm khích huyệt của thủy. Khích huyệt của thổ nên thêm với khích huyệt của thử. Nắm chưa? Rồi thắc mắc gì? Hôm trước thầy dạy là lạc khích thì mình phải quân bình lạc khích nhau. Có bao nhiêu cái lạc thì phải bao nhiêu cái khích. Đúng. Phải cân bằng nhau. Đúng. Nếu mình đi cái này đi 6 cái khích thì bên kia của mình thì chỉ có phải đủ 6 cái lạc nó cân bằng. Chúng ta sử dụng kỳ kinh bắt mạch thì không có lạc. Không có, là bây giờ mình không có cân bằng. Chúng ta không sử dụng lạc về tận đây. Cái đó là không mà lạc nữa mà lạc kỳ kinh. Thành ra không cần quân bình như cái khích. Yes. Cảm ơn. Tại sao chúng ta lại không sử dụng kỳ kinh, không sử dụng lạc huyệt ở đây? Là bởi vì như thế này thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng chỗ nào có du là chỗ đó có kỳ kinh bát mạch. Chỗ nào không có du thì chúng ta không đụng tới. Nếu chúng ta sử dụng kỳ kinh ở tại chỗ không có du, ở đây kim mộc tức là kinh phế và kinh tam tiêu là hai đường kinh không có huyệt du. Nếu chúng ta sử dụng huyệt lạc ở đó tức là tất cả các kia đều biến thành huyệt lạc hết. Thành ra cái giá trị của kỳ kinh nó nằm chỗ này. Nhớ bài chưa? Chúng ta chỉ ôn lại mà thôi. Bây giờ tôi nói về vấn đề khích huyệt ở đây nha. Bây giờ tôi nói đến cái đề khích huyệt của thủy hỏa trước. Chúng ta có 6 huyệt khích nha. Đưa vô luôn. Cái này thầy chưa nói đến chiếu hải thân mật thầy. Ok. Ở rồi, bây giờ nói chiếu hải thân mật nè. Kỳ kinh bắt mạch trong chiếu hải thân mật thì cái huyệt ngay cái tuyến giữa, ngay cái tuyến giữa phân chia quân bình giữa tấn, giữa vinh, giữa du vân vân, thì cái tuyến giữa kỳ kinh bắt mạch nó sẽ nằm ở đó. Mà huyệt chiếu hải nằm ở trên kinh thận thuộc thủy, thì như vậy là cái tuyến thủy, tuyến giữa của thủy nó sẽ là huyệt tương đương với chiếu hải. Huyệt thân mật tức là cái tuyến của bàng quang, tức là thử mộc hỏa thổ kim, tức là số 4, thì nó nằm ở huyệt nhân trung. Như vậy là chúng ta có hai huyệt kỳ kinh bắt mật thuộc về chiếu hải và thân mật, tức là cái tuyến của nhân trung và cái tuyến của huyệt địa thương. Nào, bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Khi nói đến khích huyệt của thủy hỏa trước nha. Rồi, huyệt khích của dương, tôi nói lại chỗ này, huyệt khích của dương là nó nằm sau nguyên và trước kinh. Huyệt khích của dương nằm sau nguyên và trước kinh. Huyệt khích của âm là nó nằm trước, nó nằm sau kinh và trước học. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái âm thủy hỏa nhé, thủy hỏa, thử mộc hỏa. Cái tuyến hỏa. Tuyến hỏa là bây giờ ở đây thủ châm. Thì chúng ta sẽ chọn kinh tâm bạc. Huyệt khích nó nằm ở kinh âm, nó sẽ nằm sau kinh và trước hợp. Như vậy là chúng ta có cái tuyến kinh
Như vậy là chúng ta có quyệt kích sau kinh và trước hợp. Thử mộc hỏa thổ kim thủy. Cái tuyến thủy, quyệt kích của nó nằm ở sau nguyên và trước kinh. Nha, sau nguyên và trước kinh. Bây giờ nó như thế này thưa quý vị. Bây giờ như thế này. Nếu như mà chúng ta áp dụng theo cái phần diện châm lục khí thì cái diện châm lục khí nó khiến cho chúng ta dễ nhầm lẫn. Ok. Đây là cái gợi ý và nó không có phải nhất quyết về vấn đề này. Chúng ta đã biết là đường kinh đại trường và đường kinh tiểu trường, tức là thủ châm dương, thủ châm âm, chúng ta có kinh phế, kinh tâm bào và kinh tâm. Thì ở đối riêng với kinh tâm thì khích huyệt nó sẽ sau du và trước kinh. Ở trên kinh phế thì khích huyệt của nó nằm sau kinh và trước hợp. Ở trên kinh tâm bào là khích huyệt của nó nằm sau kinh và trước hợp. Như vậy là đối với kinh tâm thì chúng ta có hai đường kinh, sau kinh và trước hợp, tức là huyệt kích. Đối với kinh tam tiêu, kinh tiểu trường và kinh đại trường, tức là ba đường kinh dương, thì chúng ta thấy khích huyệt của đại trường là nó nằm sau kinh và trước hợp. Ở kinh tam tiêu là nó nằm sau kinh và cũng trước hợp. Và ở kinh trên kinh tiểu trường nó nằm ở sau đường kinh, sau kinh và cũng trước hợp. Như vậy nếu chúng ta xét đến tổng thể mà khích huyệt của dương và âm ngoại trừ kinh tâm ra thì chúng ta thấy thủ châm nó lấy đa số, tức là sau kinh và trước hợp. Nó hợp lý hơn là đối với kinh âm là sau kinh trước hợp, tức là lấy âm, thì cái kinh dương của nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là sau kinh và trước hợp, như thế nó hợp lý hơn nha. Thì ở đây chúng ta lấy một, thưa quý vị, nó đi vào một cái nguyên tắc chung, chúng ta lấy một nguyên tắc chung là khích hợp là sau kinh và trước hợp để chúng ta dễ làm nha. Rồi bây giờ trở lại về bài học này thì chúng ta lấy cái nguyên tắc, bởi vì sao? Bởi vì trong diện châm ở đây là phần gợi ý chứ không phải là nó đi vào cái quy luật của thể châm. Thể châm huyệt của nó, lạc huyệt là nằm đó, khích huyệt của nó phải nằm đó, nó cố định như vậy. Nhưng mà diện châm thì chúng ta có thể thay đổi. Thì thay đổi như thế nào? Bây giờ tôi gợi ý và tôi đề nghị để chúng ta dễ nhớ là huyệt khích là sau kinh và trước hợp, kể cả kinh âm và kinh dương nha. Chúng ta thống nhất như vậy đi nha. Rồi nào, bây giờ chúng ta thấy trong thủ châm thì chúng ta gồm có, đối với dương vừa rồi là chúng ta tính thủy hỏa đúng không, bây giờ chúng ta qua
thổ thử. Thì thử, thử tức là kinh tâm, đúng không? Sau kinh trước hợp nha, kinh tâm. Thì tỉnh vinh vô kinh, sau kinh trước hợp. Đây là kinh tâm. Thử mộc hỏa thổ, thổ tức là kinh đại trường, đúng không? Thì nó sẽ là kinh dương và sau kinh trước hợp. Thì chúng ta có tỉnh vinh du nguyên kinh, sau kinh trước hợp, đây là khích. Chúng ta lấy cái chung mà chúng ta đưa vào để chúng ta dễ nhớ là huyệt khích, kể cả âm và cả dương, nó là sau kinh và trước hợp. Rồi bây giờ chúng ta qua cái kim mộc, thổ thử rồi, chúng ta sẽ lấy hai huyệt khích của kim mộc. Thì chúng ta sẽ có thử mộc, tức là cái tuyến của kinh tâm tiêu. Nha. Đúng rồi. Thì chúng ta có tỉnh vinh du nguyên kinh, trước kinh, sau kinh và trước hợp. Đây là khích huyệt của tâm tiêu. Chúng ta đi tiếp. Kim, thử mộc hỏa thổ kim, tức là kinh phế. Chúng ta cũng sẽ có khích huyệt là sau kinh và trước hợp. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp là túc châm nhé. Chúng ta đi tiếp túc châm. Chúng ta từ từ chúng ta làm, tại vì cái này đối chúng ta quá mới đi, đúng không? Quá mới. Thì thôi thì đủ rồi. Như vậy là coi như đủ rồi đi nha. Rồi bây giờ tôi bôi đi nha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái phần túc châm của kim mộc. Nào bây giờ chúng ta nói đến túc châm của kim mộc này. Đến đây thì quý vị có thể tưởng tượng nha, tưởng tượng. Nếu lấy kim mộc làm chủ kinh thì chúng ta sẽ đi chọn kinh và không có vô, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi kim mộc trước. Túc châm kim mộc. Rồi bây giờ chúng ta đi vào kinh bàng quang. Nhá, kinh bàng quang thuộc dương. Thì nửa bên này thuộc dương. Thì nó thuộc về kim, thử mộc hỏa thổ kim. Thì như vậy là tuyến của kim, chúng ta có tỉnh vinh, không có vô, nguyên kinh. Qua cái phần lý luận vừa rồi, chúng ta lấy khất huyệt đi luôn, tức là sau kinh trước hợp, chúng ta có huyệt kinh. Được không? Được. Để cho dễ nhớ luôn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta qua cái phần của mộc, tức là kinh can, thuộc âm, thử mộc. Chúng ta sẽ có tỉnh vinh, không có vô, kinh và hợp. Sau kinh trước hợp, chúng ta có huyệt kích đi luôn. Rồi bây giờ chúng ta có tỉnh kinh âm này, kinh can này, thì chúng ta sẽ có hợp kinh dương, tức là về thủy trung thuộc về kim, bàng quang đúng không? Vậy là vô kinh bàng quang luôn. Thì vô kinh bàng quang, tức là chúng ta có huyệt hợp. Đây là quân bình giữa kim mộc. Tiếp theo đó chúng ta tính bốn huyệt vô của thủy hỏa và thổ thử. Bốn thủy hỏa thêm bốn vô và luôn kim mộc. Dạ. Đúng, kim mộc luôn. Rồi bây giờ chúng ta đưa du và kim mộc vào luôn. Rồi. Nha. Rồi chúng ta nói là thử nè. Thử thì trong kinh dương, trong túc châm nó là kinh đợm, đúng không? Thì chúng ta có tuyến dương, thì chúng ta sẽ có mộc. Mộc tức là tỉnh nè. Hỏa, thổ có du nè. Nha, mộc, hỏa, thổ, kim. Kinh. Tức là huyệt kinh đó. Kinh thì chúng ta có huyệt nguyên đó. Yeah.
đúng không? Yes. Đúng. Cái tuyến thử tức là cái tuyến của kinh động. Kinh động thì chúng ta sẽ có kim mộc và huyệt du. Huyệt du chúng ta chọn này. Thì huyệt tĩnh tức là huyệt mộc. Huyệt mộc. Mộc hỏa thổ kim. Nha. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có khích huyệt tức là sâu kinh và chức hợp. Bây giờ thử. Bây giờ thử rồi tới thổ. Thổ tức là kinh tỳ. Đúng không? Ở trên kinh tỳ tức là thuộc âm. Thử mộc hỏa thổ thì chúng ta sẽ có du huyệt này. Ở trên kinh tỳ chúng ta có du huyệt này. Nha. Thì tính của nó là hành kim. Tức là huyệt ẩn bạch đó. Tính của nó là hành kim. Kim thủy thử mộc. Như vậy là chúng ta có hai huyệt kim mộc. Chúng ta có tính cái đồng. Đấy. Thì chúng ta có huyệt hợp của Dương Lan Tuyền rồi. Chưa, chúng ta thêm huyệt hợp rồi. Thì chúng ta có tỉnh Vinh. Du kinh thêm khích. Đúng không? Thêm khích huyệt đúng không? Rồi. Khích tức là rồi. Sâu kinh và chức hợp. Rồi. Vừa rồi là chúng ta đã thổ đi thử. Vào xong hai bộ thổ thử đúng không? Bây giờ chúng ta đi thủy hỏa. Thì chúng ta thấy thử mộc hỏa nhé. Hỏa ở trong thể châm nhé, ở trong thể châm tức là túc châm, tức là kinh vị đấy. Đó thì kinh vị nó thuộc về dương đúng không? Thì chúng ta có du huyệt trước mà túc châm này, ở đây chúng ta nói túc châm nhé. Thì tính hành thổ này, rồi tới vinh là kim đúng không? Như vậy là chúng ta có huyệt vinh. Thủy thử là huyệt nguyên, rồi tới huyệt mộc tức là huyệt kinh, và tới huyệt khích. Đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ đến tuyến thủy. Thử mộc hỏa thổ kim thủy. Trong kinh dương túc châm, túc châm thủy tức là kinh thật, thì chúng ta sẽ có du huyệt nha. Chúng ta bắt đầu chúng ta tính tính của nó hành thử, chúng ta bỏ đúng không? Chúng ta lấy kim mộc mà, thì thử mộc tức là huyệt vinh là hành mộc. Kim mộc ăn cắp. Quay chấm sai. Cái tuyến vinh tức là huyệt mộc. Thử mộc hỏa thổ kim tức là huyệt hợp. Khích thì nằm giữa. Khích nằm giữa của kinh và hợp. Yes. Như vậy là chúng ta xong cái phần căn bản của túc dâm kim mộc nha. Thì đi vào kỳ kinh bát mạch thì chúng ta có chiếu hài thanh mạch. Nhớ chưa? Rồi. Kế đến là chúng ta lấy kỳ kinh bát mạch của bốn căn có du. Nhá. Thì chúng ta biết là tuyến thử là tuyến có du, đúng không? Tức là huyệt. Túc lồng khắp có rồi. Tuyến mộc không có du nha. Tuyến hỏa có du, có du thì nó sẽ nằm ở huyệt của kinh âm tức là huyệt nội quan. Thì như vậy nó thuộc về sâu du, sâu du nha, sâu du và trước kinh. Nha. Rồi. Thử mộc hỏa thổ, tuyến thổ. Thì như vậy là trong dương nó là thuộc về tuyến thổ. Thổ là trường, âm là tỳ. Dạ, nó thuộc về kinh âm là kinh tỳ. Như vậy nó thuộc về nửa bên này. Thì như vậy là chúng ta sẽ có sâu du,
số 5. Sau vô và trước kinh, đây là huyệt kỳ kinh bát mạch thuộc kinh tỳ, đúng không? Thử mộc hỏa thổ kim, cái tuyến kim tức là chúng ta không có vô huyệt và không có kỳ kinh, và cái tuyến thủy tức là cái tuyến của kinh tiểu trường hậu khê, tức là nằm qua kinh dương, như vậy nó sẽ nằm vô huyệt. Thì đến đây chúng ta coi như là xong cái phần căn bản của Túc Châm mà lấy kim mộc làm chủ kinh. Bây giờ chúng ta đi tiếp luôn cái phần âm châm và dương châm nhé. Dạ. Cho nó xong phần này. Rồi tuần sau chúng ta sẽ đi tiếp vào các cái bài học khác. Mình đi như vậy thì mình ôn lại bài và đồng thời cũng giúp cho quý vị có cái cách tính nó nhanh. Bây giờ chúng ta qua cái phần dương châm trước nha, rồi âm xăm sau. Nào dương châm, chúng ta đi như thế nào thưa quý vị? Trước hết là chúng ta sẽ lấy kim mộc làm chủ kinh. Dương châm thì chúng ta chọn bằng khoan và tam tiêu. Thử mộc nha. Mộc tức là thuộc về dương, dương châm tức là nằm hết về bên này. Cái điểm căn bản của dương châm là không có huyệt hợp. Như vậy là chúng ta có tính không có du nha. Tính cái tuyến mộc nè, vinh tức là cái tuyến của tam tiêu đó, nguyên và kinh. Chúng ta lấy huyệt khích tức là sau kinh và trước hợp nha. Chúng ta thấy thử mộc hỏa thổ kim tức là cái tuyến của kinh bằng quan, đúng không? Nó sẽ nằm về phần dương, thì chúng ta cũng có tỉnh vinh không có vô, có nguyên, có kinh, sau kinh trước hợp là huyệt khích. Xong chưa? Xong. Chúng ta sẽ đi tiếp thủy hỏa và thổ thử có vô và có hai hành kim mộc, đúng không? Yeah. Rồi chúng ta lấy cái tính thử, chúng ta tính trước này, vì là dương châm cho nên nó nằm hết về phần dương, như vậy là chúng ta sẽ có vô huyệt của thử. Cái tuyến thử trong thể châm nó là cái tuyến của kinh đẩm, như vậy là chúng ta sẽ có huyệt tính tức là thuộc mộc hỏa thổ kim, tức là huyệt nguyên, và chúng ta có sau kinh trước hợp là huyệt kích. Chúng ta xong cái tuyến thử rồi, đúng không? Tới tuyến thổ, thử mộc hỏa thổ tức là cái tuyến của đại trường, tuyến của đại trường thuộc dương, thì chúng ta có vui, đúng không? Chúng ta có vui. Tiếp theo chúng ta tính hành của nó là kim mộc, thì kim đại trường tính của nó là kim, vinh du nguyên, như vậy là cái tuyến huyệt mộc tức là huyệt nguyên, và chúng ta có sau kinh trước hợp là huyệt kích. Là chúng ta xong cái phần kim mộc rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta qua đến thủy hỏa. Thử mộc hỏa, hỏa tức là trong thủ châm nó chính là kinh vị, đúng không? Thì chúng ta sẽ có du huyệt. Tính của nó là thổ, vinh của nó là kim. Chúng ta sẽ thấy thổ kim thủy thử mộc tức là cái tuyến của đường kinh, tuyến kinh. Sau kinh bị chất hợp, đây là huyệt kích. Thử mộc hỏa
thổ kim thủy nha. Vừa rồi là hỏa, giờ chúng ta tới thủy. Thì ở trong thể châm đó là kinh Tiểu Trường đúng không, thì chúng ta sẽ có du huyệt và chúng ta sẽ có kim mộc. Huyệt tĩnh của huyệt tĩnh của kinh Tiểu Trường là hoàng thử mộc, tức là huyệt vinh, hỏa thổ kim, tức là huyệt kinh và thể huyệt khích sau kinh kết hợp. Thì thưa quý vị, đây là cái dạng của dương châm. Bây giờ tính luôn cái âm châm nha, khỏi cần bôi đúng không nào. Âm châm thì chúng ta sẽ lấy hai cái hình kim mộc làm chủ kinh đúng không, thì chúng ta sẽ có thử mộc, tức là cái tuyến của âm châm, tức là kinh can, thì nó sẽ bao gồm có tính vinh, không có du nha, kinh và hợp, sau kinh và trước hợp là huyệt kích. Chúng ta có tĩnh kinh âm, tức là tĩnh của kinh can đấy, thì nó sẽ đi huyệt hợp của ủy trung, tức là kim thử mộc hỏa thổ kim, thì đây là huyệt hợp của kinh bằng quan, nó khế hợp với huyệt tĩnh của kinh âm. Rồi tĩnh tức là thử mộc hỏa thổ kim, tức là cái tuyến kim đúng không, không có vô. Thì tuyến kim chúng ta sẽ có tĩnh vinh, không có vô, kinh và hợp, sau kinh và trước hợp, đây là huyệt khích. Thì đây là cái tuyến của biểu thị cho kinh phế đấy. Thì như vậy là chúng ta có tĩnh kinh âm nhá, thì chúng ta sẽ có huyệt hợp của kinh tâm tiêu, tức là tuyến mộc thử mộc nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thủy hỏa có du và thổ thử có du đúng không, âm châm nhá. Bây giờ chúng ta lấy thủy hỏa thử mộc hỏa, tức là chúng ta có du huyệt của tâm bào nhá, du huyệt của tâm bào. Rồi bây giờ chúng ta lấy kinh tâm bào, thì tính của kinh tâm bào là hành thổ đúng không, thổ kim tức là huyệt vinh, thổ kim thủy thử mộc, tức là huyệt hợp. Khích là giữa, khích là sau kinh trước hợp. Rồi thử mộc hỏa thổ kim thủy, tức là chúng ta vừa rồi là chúng ta lấy tuyến hỏa, bây giờ chúng ta lấy tuyến thủy. Thì cái tuyến thủy thử mộc hỏa thổ kim thủy, tức là tuyến cuối cùng đúng không, thì tuyến thủy thì nó ứng với kinh thận đúng không, thì chúng ta sẽ có kinh du huyệt và chúng ta sẽ tính của kinh thận là thử mộc, tức là chúng ta có huyệt vinh hỏa thổ kim, tức là huyệt vinh và huyệt hợp, sau kinh và trước hợp chúng ta có huyệt khích. Thì đây, ở đây nửa phần âm bên này là biểu thị cho khích huyệt và đồng thời biểu thị cho hai hành kim mộc đi chọn kinh, và các bộ khác nó đều đánh hai hành kim mộc nha. Thì tổng thể tức là chúng ta có dương châm và âm châm nhiều không? Bây giờ đi vào kỳ kinh bát mạch của âm này. Thổ thử đâu? Còn thử, còn thổ thì sao cơ? Đúng ha, thử mộc hỏa thổ, đúng rồi, xin lỗi. Thổ. Thì chúng ta có du, đúng không? Thổ là kinh tỳ đó phải không? Là kinh tỳ đấy. Và âm châm đó. Tĩnh làm kim. Rồi. Chúng ta có về tĩnh đúng không? Rồi. Kim thủy thử mộc. Đúng không? Sau kinh rồi. Trước hợp là huyệt khích. Thì tính cái tâm chúng ta sẽ có huyệt hợp của mộc đúng không, ở kinh tỳ, tỳ thuộc thổ, thử chứ đúng không, thì như vậy nó sẽ có huyệt hợp của thử. Rồi mình còn thử chưa đi ha, đưa thầy thử chưa đi, tuyến thử nó chưa đi phải không? Yes. Tuyến thử, ok. Tuyến thử thì chúng ta có du và âm nè. Yeah. Tâm đó là kinh tâm đấy. Yes. Rồi chúng ta sẽ có tĩnh của kinh tâm là hành mộc. Đó, chúng ta có huyệt tĩnh. Yeah.
Rồi. Đó, mộc hỏa thổ kim. Rồi. Như vậy là chúng ta có huyệt kim. Kim mộc tính cái tâm. Chúng ta sẽ có huyệt hợp dương. Đại trường. Tức là đại trường thuộc quốc tiền. Thuộc đại trường thuộc thổ, đúng không? Thử mộc hỏa thổ. Chúng ta sẽ có huyệt hợp. Rồi có khích mình thử. Khích mình thử đó. Rồi. Rồi đủ rồi. Đủ mà có quanh mình bỏ mà. thành ra sử dụng cái này thì chúng ta thấy nó đối với nhau nè. Nó đối với nhau thấy rõ luôn đó. Thấy không? Ở phần bên này chúng ta có tỉnh vô nguyên kinh hợp, nguyên hợp. Phần bên này chúng ta cũng đều có, chúng ta nhìn chúng ta thấy nó có sự đối xứng luôn. Nhá. Tức là chúng ta sẽ đi hai bộ mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy có sự đối xứng. Đi kỳ kinh. Thì thưa quý vị, coi như là buổi giảng ngày hôm nay là tập trung vào hai bộ kim mộc và đưa lên trong cái phần diện trăm lục ký thì chúng ta thấy nó có một cái nhìn tương đối là rõ ràng và dễ hiểu. Trong phần này tôi đưa khích huyệt vào để giới thiệu luôn cho quý vị và chúng ta có một cái thống nhất là huyệt khích là sau huyệt kinh và chiếc huyệt hợp, kể cả kinh âm và kinh dương. Thì nếu như quý vị áp dụng thử nha, đối với bệnh nhân nào mà khi quý vị xem mặt thì từng bước một thì quý vị áp dụng một bộ rồi hai bộ rồi tổng hợp giữa hai bộ với nhau thì tới chúng ta sẽ đi tiếp hai bộ nha. Thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.